Giờ tiến hành gỡ cá thôi. Con gỡ gì kỳ gì đây nè, con cá này chết vậy rồi, con cá ngựa, con cá này cá ngựa nha các bạn, Còn cái này. cá này cá mày dinh đây, muốn muốn nước nước nữa nước, con cá này cá ngựa nè, cái đuôi nó đỏ, còn cái ngay cái này nó có cái sọc. Ừ. Đây cá ngựa này, nó bay, nó nổi rồi, nó bay rất là cao nên người ta gọi là cá ngựa rất sáng. Lưới nè, mới mấy con cá giờ tiến hành mần muối nha, chiều chiên cơm nó nhảy quá à. Đây không ăn không biết con cá ngựa nha, con cá này là con cá ngựa, nhiều khi có người không biết. Con ạ. Ừ, cá này mạnh với dãy quá à. Này chiến ra chút xíu, thả lưới chút xíu, như đây được cổ cá nè, ngon luôn á. Có cái mày dinh, có phru phi, có ngựa, có thắt lát, quèo. Con nào đấy cái đó cũng còn bằng cá nữa kìa. Hả? Cái ngựa rồi Ken. Đồ hàng cà phê lại đi. Không nó có kìa. Rồi lấy nè, lấy con ái con còn luôn. Cái đót nó cũng lại bằng bằng cá đây nè. Ui, đót. Thì rộng sống thì mặn, rơi sống rộng là còn rơi chết thì mặn hết đi. Thôi mặn muối luôn đi. Dao sình không mà sao mỗi con dao nó sình không mà cái gì cứu bằng cá nè hả. Sình không mà các em nóng gì. Nè bằng cá này đi nè. Thôi bằng cá nhỏ thôi. Nhỏ thôi mà cũng phá sợ được chứ. Đúng con tay thôi, chặt con tay luôn thôi. Thì chặt hơn cá. Chặt luôn rồi. Cá mà sao không ăn gì quá trời kìa. Nè. Không tỉnh rồi. Tao con cá này đi. Tao con cá này đi. Cái thắt lát nữa kìa. Ốp cá. Cái này sơ tế. Muối nghe muối cá chiều chiên cơm.
đẹp mà. Nấm gì vậy? Chuẩn bị rải hoa. 1 2 mắm nữa. 3 4 5 5 4 có xả nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chuyện cái bộ xả hả? 9 7 6 5 4 3 2 1 Kem đi bỏ xả rồi kìa. Sao ấy? Xước tay sao? Đi vào đây. Dạ, như con nào? Dạ, lấy dao nào. Đây, cầm dao dao xa ra như không, để đứt tay không. Như này đi. Như không? Như này đi. Cái này mà sách. Này thêm mấy tép xả vô nữa. Gì bước xả rồi. Trái đi. Bước xả đi, bộ xả chết rồi. Lấy được. Nắng quá. Bữa xả này muốn chết hết rồi. Nè. Sát đầy nhà luôn. Cô ban cà phê còn sống không cho em? Dạ, sát ra rồi băm. Mình đây. Sáng nay lúc nãy bầm bỏ vô. Muối vô. Còn tươi là hấp dẫn rồi. Thì muối xong rồi ướp xong rồi vậy xong mình để đây nè, chiều chiên cơm. Cỡ 2-3 tiếng á cho nó rút vô. Chiều chiên. Lật ngửa hết mần hết nè. Chiên cá lên ăn cá nãy. Chiên để con đi phóng kìa. Những cá ướp sáng muối nè, bây giờ chiên cơm. Đói rồi. Chín rồi mà. Lần cua chắc nằm trong ổ kêu chứ không phải ở ngoài. Ấp ngộ á.